Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 8, linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng hy sinh khi làm nhiệm vụ bị sạt lở núi vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 8 giờ 30, xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà. Trong cơn mưa lớn, hàng trăm bà con nhân dân thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương đã xếp làm hai hàng tay cầm hoa cúc trắng đón anh về đất mẹ. Theo ghi nhận của báo Lao Động, khi linh cữu vừa đến, nhiều người dân thân, bà con lối xóm xúc động không cầm được nước mắt. Bà Đặng Thị Tình, 56 tuổi, hàng xóm, rưng rưng nước mắt trong thời khắc chờ đợi. Bà Tình cho hay, lần cuối cùng mọi người trong thôn gặp đại úy Sáng là vào tháng 10 năm 2022. Lần đó, Sáng về dự đám cưới em trai, gặp ai Sáng cũng nở nụ cười hiền hậu và hỏi thăm mọi người. Thời gian qua, nghe tin Sáng sắp cưới vợ, ai cũng mừng. Thế nhưng, giờ cháu không còn nữa, Sáng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khi còn quá trẻ. Chúng tôi thương lắm, bà Tình chia sẻ. Đội nghi lễ cầm di ảnh bằng tổ quốc ghi công đi phía trước linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Lúc này, tiếng nhạc Hồn Tử Sĩ để tri ân và tưởng niệm vang lên. Thấy linh cữu con trai, bà Hoàng Thị Xuyến, 64 tuổi, ra đón trong sự hỗ trợ của người thân. Bà khóc nức, gọi tên con trai. Sáng ơi, con nói lấy vợ cho mẹ có dâu, có cháu mà giờ lại trở về như thế này. Chứng kiến giây phút này, nhiều người không khỏi xót xa, tiếc thương. Hai chiến sĩ cảnh sát thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đứng lặng người sau hành trình đưa đồng đội đã hy sinh về gia đình. Theo bản cáo phó của gia đình và ban tổ chức tang lễ, lễ viếng liệt sĩ Lê Ánh Sáng diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 3 tháng 8, lễ di quan vào lúc 14 giờ 50 ngày 4 tháng 8, an táng tại nghĩa trang Từ Vũ, xã Tân Lâm Hương. Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ sạt lở tại chốt cảnh sát giao thông Madagui đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh. Ngay sau khi thi thể các anh được đưa về trung tâm y tế huyện Đà Hoai, người thân đã không thể kìm được những tiếng khóc nức khi đến nhìn mặt con, cháu, chồng lần cuối. Ai cũng đau xót trước cảnh thi thể các nạn nhân đầy vết trầy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc gây ra. Tại đây, các đồng đội anh Thường, anh Sáng và Thành là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Đà Hoai luôn túc trực ở bên phòng khám nghiệm tử thi, an ủi, động viên người thân các nạn nhân. Ngay trong đêm sau khi xảy ra sự cố kinh hoàng, hai đồng đội may mắn thoát nạn của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông là cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Hưng đã đến ngay trung tâm y tế dù đều bị thương ở chân và đi lại còn khó khăn. Anh Trung nói, chân chúng tôi vẫn còn đau, mà đau xót quá, chúng tôi không thể nào ngủ được nên ra đây ở bên đồng đội. Hiện các anh đã về với đất mẹ, song nỗi đau mất người thân, mất đồng đội vẫn nặng trong lòng những người ở lại. Đại úy Lê Ánh Sáng, 34 tuổi, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, là một trong 3 chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc hôm ngày 30 tháng 7. Thi thể anh bị vùi lấp dưới đất đá, nhiều giờ sau mới tìm được thấy. Quê nhà, nơi cha mẹ, anh em trong gia đình đại úy Lê Ánh Sáng sinh sống quá xa. Ngày tìm được thi thể anh bị vùi lấp dưới lớp đất sâu, đồng đội đành phải chuyển anh về thành phố Bảo Lộc, mượn một địa điểm trên đường Nguyễn Khuyến, phường 2 để tổ chức tang lễ. 3 ngày sau vụ sạt lở, căn nhà trên đường Nguyễn Khuyến, thành phố Bảo Lộc, nơi đặt linh cữu của đại úy Sáng, đông đúc người đến chia sẻ, hỏi thăm. Dòng người lặng lẽ dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ đồng đội, người thân. Họ lặng yên, song mắt cay xè, không ai tin rằng người chiến sĩ trẻ đã đi xa mãi. Đứng cạnh linh cữu, ông Lê Ngọc Vĩnh, 72 tuổi, quê Hà Tĩnh, hai mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt khi thấy đồng đội, bạn bè của con đứng thắp nhang tiễn đưa. Song người cha cố gắng kìm lại cảm xúc. Mỗi khi có ai nhắc tới, hình ảnh đứa con trai lại hiện về. Ông Vĩnh nói, nó là đứa hiền lành, hiếu thảo, biết lo cho gia đình và còn nhiều dự định chưa thực hiện được. Ai dè lại ra đi như vậy. Trong nhiều điều chưa thể làm, ông Vĩnh tiếc nuối nhất là ngày cưới của con trai vẫn còn dang dở. Ông bảo,
gia đình quê Hà Tĩnh, con trai vào Lâm Đồng công tác tại trạm cảnh sát giao thông Madagui. Cha con trò chuyện cũng qua điện thoại, mọi tình cảm cùng vội vàng, nói đôi ba câu lại thôi. Ở tuổi 33, con trai ông muốn lập gia đình, vừa tổ chức đám hỏi, hai bên gia đình cũng đã đính hẹn tổ chức lễ cưới trong tháng 8. Thành viên trong gia đình và bà con ở quê nhà đã lên kế hoạch cho ngày trọng đại của con trai. Ai cũng háo hức, chờ tới ngày vào Lâm Đồng. Thế nhưng, hôm ngày 30 tháng 7, con trai ông đã hy sinh. Ông Vĩnh chia sẻ, tôi cứ nghĩ đó sẽ là chuyến đi hạnh phúc, chúc mừng con trai lập gia đình, nhưng không ngờ đây là chuyến đi đưa con trai về quê an táng. Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều ngày 2 tháng 8, sau lễ truy điệu, linh cữu đại úy Lê Ánh Sáng đang được đồng đội đưa về quê nhà ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Những ngày qua, ngôi nhà của gia đình đại úy Lê Ánh Sáng ở xã Tân Lâm Hương có đông họ hàng, người thân, hàng xóm cùng đại diện chính quyền đến thăm hỏi. Người thân cùng chính quyền địa phương, cơ quan, đồng đội, người dân đã dựng rạp, lập bàn thờ, di ảnh đại úy liệt sĩ Lê Ánh Sáng để đón anh trở về nhà. Mọi người bật khóc, thương tiếc đại úy Sáng khi chuẩn bị lập bàn thờ. Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lâm Hương cho biết, xã đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, phối hợp với lực lượng công an, huyện Thạch Hà, chuẩn bị chu đáo các phần việc để đón nhận thi thể liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với quê nhà. Theo ban lễ tang và gia đình, lễ an táng liệt sĩ Lê Ánh Sáng được tổ chức vào ngày 4 tháng 8, an táng tại nghĩa trang Từ Vũ, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Từ khi nhận thông tin về con trai, bà Hoàng Thị Xuyến, 64 tuổi, liên tục khóc nấc rồi ngất liệm. Bà Xuyến được họ hàng túc trực thay nhau chăm sóc. Bà Phạm Thị Hiền, mợ của liệt sĩ Sáng cho biết, anh là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Sau khi đi nghĩa vụ, anh Sáng thi đậu đại học ngành công an nhân dân. Từ ngày ra trường đi làm, mỗi năm anh Sáng chỉ về nhà được một hai lần. Bà Hiền hồi tưởng, Sáng chăm chỉ, hiền lành, hiểu chuyện. Lần nào về quê thăm, cháu cũng chạy sang ôm chầm lấy tôi rồi hỏi thăm sức khỏe cậu mợ. Đó là những thời khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Cũng theo người mợ, hơn một năm nay, đại úy Sáng chưa có dịp về quê vì công việc bận rộn. Thời gian gần đây, anh cũng đang chuẩn bị xây dựng gia đình. Đại úy Sáng đã làm đám hỏi với người thương. Họ định ngày về chung một nhà vào ngày 2 tháng 8 âm lịch, nhằm ngày 16 tháng 9. Tin vui này đã được thông báo đến với bà con, họ hàng hai bên. Vài tháng trước, vợ chưa cưới của đại úy Sáng đã gửi một tấm vải về quê để mẹ chồng tương lai may áo dài mặc trong lễ cưới. Này áo dài đã may xong mà nam đại úy đã không còn. Hôm ngày 30 tháng 7, bà Hiền đang chăm sóc lúa ngoài ruộng thì nhận được cuộc điện thoại từ người con trai ở Tây Nguyên gọi về. Người con hốt hoảng báo tin, trong đó mưa lớn dẫn đến sạt lở đất đá, anh Sáng gặp nạn, mất tích. Nghe hung tin, bà Hiền cố trấn tĩnh về nhà bàn với mọi người, đặt vé máy bay gấp cho chồng cùng họ hàng vào hiện trường. Bà Xuyến, mẹ liệt sĩ Sáng, sức khỏe yếu nên mọi người chưa dám báo tin. Hơn nữa, người thân vẫn hy vọng sẽ có một phép màu xảy đến, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thông tin từ báo giao thông. Ngày 31 tháng 7, sau một đêm thức trắng tìm kiếm các nạn nhân cùng nỗi ám ảnh vụ sạt lở kinh hoàng trên đài Bảo Lộc, gương mặt của những người may mắn thoát nạn hốc hác, bơ phờ. Chiến sĩ Tri, một trong ba người kịp bỏ chạy khỏi trạm cảnh sát giao thông Madagui trước khi xảy ra vụ sạt lở cho biết, sau nhiều năm công tác bám tuyến để tuần tra giao thông, bảo vệ bình yên quốc lộ 20, chưa bao giờ anh gặp cảnh tượng kinh hoàng như thế. Anh Tri cho hay, nhiều ngày qua trên địa bàn mưa tầm tã nên các chiến sĩ phải thường xuyên di chuyển trên tuyến tuần tra, phát hiện sự cố về giao thông để khắc phục kịp thời, tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân. Trưa 30 tháng 7, sau khi nhận thông tin có đất đá lăn xuống đường, các chiến sĩ đến để giúp giải phóng những tảng đá này. Quá giờ trưa, các chiến sĩ về tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông Madagui ăn cơm. Sau đó mỗi người tỏa đi một hướng để thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Anh Tri bàng hoàng nhớ lại, lúc này bỗng nghe tiếng ầm ầm vọng lại, có tiếng hô to, núi lở, mọi người hò nhau bỏ chạy ra ngoài. Khi quay lại thì tôi thấy quả đồi phía sau đã đổ ập xuống. Trong vòng 5 giây, đất đá vùi lấp một phần trạm cảnh sát giao thông. Tôi và hai anh em nữa may mắn chạy thoát. Quay lại nhìn thì không thấy những người khác đâu. Hai chiến sĩ may mắn chạy thoát là anh Nguyễn Xuân Trung và anh Nguyễn Văn Hưng, đều công tác tại trạm cảnh sát giao thông Madagui.
cả hai đều bị thương ở chân sau vụ việc, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi chạy được ra ngoài, các anh lập tức gọi điện thoại nhờ cứu hộ và báo cáo tình hình với cấp trên. Thời điểm này, trong trạm cảnh sát giao thông còn thiếu 4 người. Sau khi phát hiện các đồng đội chưa kịp thoát ra ngoài, các chiến sĩ lập tức cùng mọi người tích cực tìm kiếm. Tối 30 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa được 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông trong vụ sạt lở gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Tường, Đại úy Lê Ánh Sáng và Thượng úy Lê Quang Thành đều thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phụ trách nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, gìn giữ an ninh trật tự và an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc. Đến trưa 31 tháng 7, thi thể nạn nhân Phạm Ngọc Anh mới được tìm thấy. Anh Ngọc Anh sống ở gần khu vực này. Anh gặp nạn khi đang hỗ trợ lực lượng chức năng di dời tài sản khỏi vị trí nguy hiểm. Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sáng cùng ngày, sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến chia buồn, động viên gia đình chiến sĩ Lê Ánh Sáng. Theo Phó Thủ tướng, đây là sự mất mát to lớn không gì bù đắp được. Các chiến sĩ hy sinh giữa thời bình, khi cùng người dân phòng chống thiên tai đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, gia đình. Thủ tướng chia sẻ nỗi mất mát này và mong gia đình sớm vượt qua. Đến sáng 2 tháng 8, hàng trăm người là thân nhân, đồng đội, người dân tới tiễn đưa 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên nhiên tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, về nơi an nghỉ cuối cùng. 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc lần lượt là Trung tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981, Thiếu tá Lê Quang Thành, sinh năm 1977 và Đại úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990. Sự ra đi của các anh để lại sự tiếc thương vô hạn cho đồng đội và nỗi đau không tả xiết của thân nhân các anh. Tại thành phố Đà Lạt, lễ truy điệu Thiếu tá Lê Quang Thành được Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lúc 6:30, lễ di quan lúc 7:00 cùng ngày. Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Khắc Thường diễn ra lúc 7:00 ngày 2 tháng 8, lễ di quan lúc 7:30 cùng ngày. Tại thành phố Bảo Lộc, lễ truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng diễn ra lúc 12:30 ngày 2 tháng 8, lễ di quan lúc 13:00 cùng ngày. Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành được người nhà an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Riêng Đại úy Lê Ánh Sáng, theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng trong sáng 2 tháng 8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thân nhân 3 cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ trong sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông được tặng thưởng huân chương gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Các chiến sĩ được trao huân chương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ là cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Đến sáng 3 tháng 8, thi hài liệt sĩ Đại úy Lê Ánh Sáng đã về đến quê nhà huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Được biết, Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm Cảnh sát Giao thông Madagui. Do công việc bận rộn nên Đại úy Lê Ánh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm mẹ. Mỗi năm anh chị sắp xếp 1-2 lần để về quê. Hơn một năm nay, phần vì công việc bận rộn, phần nữa là chuẩn bị cưới vợ nên anh chưa có dịp về thăm mẹ. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi cả gia đình đang chờ đón ngày trọng đại nhất của liệt sĩ Lê Ánh Sáng thì tai họa bất ngờ ập xuống. Mọi người trong gia đình và họ hàng đã chuẩn bị chu tất, thiệp hồng cũng đã phát đi, ngày cưới đã ấn định. Thay vì đón chờ ngày cưới, giờ đây mọi người lại đang đau đớn chuẩn bị hậu sự, đón thi thể của liệt sĩ về với đất mẹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.